Hay giờ này để chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối mùng 1 Tết. Giờ này là 7 giờ 10 phút tối. Chúng ta khai giảng và bắt đầu học môn Quảng Luận. Giới thiệu đầu tiên là giới thiệu về vị khai sơn ra cái môn Quảng Luận này, khởi nguồn cho mọi túc lành của chúng tôi. Thầy của chúng tôi chính là Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Thường. Cô Hòa Thượng được sinh năm 1929 tại đảo Sùng Minh, Thượng Hải. Năm 16 tuổi, Ngài đến Đài Loan học tại Viện Công học Đài Nam, Trường Đại học Thành Công. Giới thiệu về cố Hòa Thượng. Mục đích theo đuổi: trước tiên là Ngài cầu Phật Đạo, sau đó là giáo hóa chúng sinh. Nội dung tu học là đem tất cả giáo pháp của Phật chuyển thành giáo thọ để giảng dạy. Đem tất cả giáo pháp của Phật chuyển thành giáo thọ, nghĩa là người muốn giảng dạy trở thành một vị giáo thọ đó, là người đó phải am hiểu hết những giáo lý của Phật dạy, gọi là chuyển hết giáo pháp của Phật thành giáo thọ để giảng dạy. Nghĩa là một người muốn giảng dạy cái giáo lý này đòi hỏi bản thân mình phải thấu triệt những gì Đức Phật đã dạy. Trình tự Hoằng Dương giáo pháp: kỷ luật bản thân và đệ tử, tự giác giác tha, bồi dưỡng nhân tài, lấy giáo dục làm gốc rễ căn bản. 4. Điểm đặc sắc trong Hoằng Dương giáo hóa là thông thạo Phật pháp Hán Tạng, Nho giáo, khéo léo ứng dụng, duyên khởi, thuận theo thời đại. Chúng ta nghe cái từ duyên khởi là chúng ta biết được giáo pháp của Như Lai là do duyên khởi. Ngài đã lập ra một tăng đoàn phúc trí, cùng tạo dựng một thế giới mạnh khỏe và hạnh phúc, thành tựu được tịnh độ viên mãn phúc trí. Cho nên Ngài đặt tăng đoàn tên là Phúc Trí. Mà chúng ta biết là Phúc Trí Nhị Nghiêm là cái tư tưởng từ bi là phúc, còn tuệ giác là trí. Cho nên Đức Phật của chúng ta còn được gọi là đấng Phúc Trí Nhị Nghiêm. Cái bản đồ đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một ở giữa, Ngài Di Lặc Bồ Tát là bên phải, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là bên trái, dưới nữa là Ngài Vô Trước Bồ Tát, dưới của Ngài Di Lặc, còn dưới của Ngài Văn Thù là Ngài Long Hậu Bồ Tát. Nhưng tư tưởng của Phật Thích Ca được chư vị Bồ Tát truyền thừa trở lại, thì Ngài A Đề Sa Tôn Giả đã là người lĩnh hội được Bồ Đề Đạo Tràng Luận là do Ngài A Đề Sa Tôn Giả. Rồi dưới Ngài A Đề Sa Tôn Giả đó thì là Ngài Tông Khách Ba Đại Sư.
Như vậy là chúng ta biết là cái dòng truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca đến Bồ Tát Di Lặc và Bồ Tát Văn Thù đã truyền lại, rồi Bồ Tát Vô Trước và Bồ Tát Long Thọ là một trong những đời tổ được xem như những vị Bồ Tát để được trở thành một cái cuốn Bồ Đề Đạo Tràng Luận á, thì Ngài A Đề Sa Tôn Giả đã kết những cái tư tưởng của quý Ngài lại. Dưới Ngài A Đề Sa Tôn Giả thì Ngài Tông Khách Ba Đại Sư Bồ Đề Đạo Thứ Đề Quán Luận. Như vậy vừa chúng ta học được Bồ Đề Đạo Thứ Đề Quán Luận á, là chúng ta biết Ngài Tông Khách Ba, cho nên bây giờ nó trở thành Quán Luận á, nghĩa là cái gốc là Ngài Tông Khách Ba. Các vị nắm được rồi thì chúng ta hiểu được cái lộ trình chúng ta học cái tư tưởng này của từ Đức Phật Thích Ca truyền qua chư vị Bồ Tát, mà bốn vị Bồ Tát lớn đó là Ngài Di Lặc, Ngài Văn Thù, Ngài Vô Trước và Ngài Long Thọ để kết thành cái bộ Bồ Đề Đạo Tràng Luận của Ngài A Đề Sa. Tiếp nối lộ trình của Ngài A Đề Sa thì Ngài Tông Khách Ba Đại Sư đã kết thành Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Đề Đạo Thứ Đề Quán Luận. Thế thì gọi tắt là Quán Luận. Ngài tác giả là Ngài Tông Khách Ba Đại Sư. Thế bản chép tay bao gồm 160 bản, 160 bản ghi âm giải thích về Quán Luận. Lão Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Thường là người chép ra và truyền dạy cho chúng ta cho đến ngày nay, gọi tắt là Quán Luận, gọi đầy đủ là Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quán Luận. Quảng Hải Minh Nguyệt là giải thích cặn kẽ cái bản chép tay của Cố Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Trường. Cũng vì không sao, cũng vì lý do mà sư phụ lo là nó sẽ làm chướng ngại mình, cho nên sư phụ mới kêu đem bài này để khi mà các cái vị này nó làm chướng ngại là mình có máy mình thủ thế liền. Chúng ta phải chuẩn bị trước, chứ khi mà chúng ta không chuẩn bị là đúng chuyện chúng ta không trở tay kịp. Khi nó hết là chúng ta trở tay liền. Quảng Hải Minh Nguyệt là giải thích cặn kẽ cái bản chép tay của sư phụ Thượng Nhật Hạ Thường, đó là bà thầy Chân Như. Tại sao gọi là bà thầy? Bởi vì vị này không có xuất gia, nhưng mà vị này được kế thừa, được truyền thừa, giống như được truyền y bát của Cố Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Thường, người đã truyền cái Bồ Đề Đạo Thứ Đề Quảng Luận này và truyền cho cô Chân Như, mà bây giờ cô là người chịu trách nhiệm chính để khai thị cho cả tăng ni và Phật tử, cho nên gọi Ngài là bà thầy Chân Như. Như vậy một người cư sĩ giống như ngũ tổ mà truyền lại cho lục tổ, thì lúc này lục tổ vẫn được cư sĩ. Thì lúc này cô Chân Như nghe tục truyền lại những cái gì mà sư phụ giảng dạy, rồi cô bây giờ cô giảng dạy lại, cô truyền thừa lại. Như vậy chúng ta học, chúng ta cung kính cái giáo pháp của Như Lai gọi là thừa tự pháp. Thế người đệ tử Phật là thừa tự pháp, không thừa tự tài vật,
Đức Phật không để cho tài sản cho chúng ta, mà Đức Phật để cái sản, tài sản đó là giáo pháp. Mà chúng ta biết là quý Ngài là những bậc đắc đạo, cho nên Ngài tìm cái người đắc đạo Ngài truyền. Thế thì cái người có căn tánh lớn mới thừa hưởng được cái tư tưởng. Hòa Thượng lúc đó được biết đến là Hòa Thượng có gần 300 đệ tử, nhưng không có một vị nào đủ khả năng để Hòa Thượng truyền thừa. Vì vậy cho nên Hòa Thượng đi giảng dạy khắp nơi để tìm cái người lĩnh hội được giáo pháp của Hòa Thượng. Thế thì Hòa Thượng tìm được cô Chứng Như và Hòa Thượng truyền thừa trước khi Hòa Thượng về với Phật. Như vậy chúng ta thấy là giáo pháp này là giáo pháp mà chúng ta cần phải học, vì Ngài là một bậc đã đắc đạo. Sự kiện chính của cái lớp Quan Luận này, năm 1988 sư phụ khai giảng cái Quan Luận tại Đài Loan. Năm 89 thành lập các lớp Quan Luận trên khắp Đài Loan. Năm 90 viên mãn phát hành 160 băng ghi âm giảng dạy Quan Luận, khai giảng Nam Sơn Luật tại Gia Bị Lãng, bản cũ. 2004, ngày 15 tháng 10, sư phụ viên tịch, nghĩa là Hòa Thượng bắt đầu giảng dạy từ năm 88 đến 2004, là 88, 98, 2008 là mới được 20 năm, 2004 mới 16 năm. Như vậy Hòa Thượng phát triển Quan Luận được 16 năm. 2019 phát hành Quảng Hải Minh Nguyệt, Quảng Hải Minh Nguyệt gọi tắt là Toàn Quảng, giải thích cặn kẽ bản ghi âm của sư phụ năm 2018, phát hành file thu âm trên trang web của Viện Dịch Kinh Đại Từ Ân. Nghĩa là những cái băng đĩa của Hòa Thượng trước đây, Hòa Thượng giảng dạy, thì bây giờ cô Chân Như đã phân tích giảng dạy cặn kẽ một cách toàn diện, cho nên gọi là Quảng Hải Minh Nguyệt, gọi tắt là Toàn Quảng. Toàn Quảng là có nghĩa là cái môn Quảng Luận này được hoàn toàn, được hoàn bị rồi. Lớp thảo luận Quảng Luận, nhớ là học cái này là học thảo luận để thực hành, dành cho người Việt Nam. Do hệ thống cái lớp Quảng Luận tại Mỹ mở cái lớp Quảng Luận 18 xuân 2, nghĩa là năm 2018 là mở, đến năm 2021 là mở cái lớp Quảng Luận thứ nhất do hệ thống lớp Việt Thăng Phúc Trí mở, lớp Quảng Luận thứ nhất. Như vậy thì năm 2021 thì lớp Quảng Luận thứ nhất cho người Việt Nam tại Đài Loan. Thế năm nay năm 2024 là 3 năm sau thì bắt đầu chúng ta khai giảng tại Việt Nam. Mở lớp Quảng Luận thứ hai và thứ ba do hệ thống lớp Việt Thăng Phúc Trí mở. Lớp Quảng Luận 2 với lớp Quảng Luận 3 năm 2023 mở được 2 lớp nữa. Năm 2024 mở lớp Quảng Luận thứ tư do hệ thống lớp Việt Thăng Phúc Trí mở, lớp Quảng Luận 4. Như vậy mình bây giờ mình có mở lớp Quảng Luận á, thì mình lớp Quảng Luận 5 mình sẽ được đưa vào trong hệ thống này, lớp Quảng Luận thứ 5. Câu hỏi là tại sao phải học Phật Pháp? Nguyên tổ của cuộc đời, nguyên tố của cuộc đời, thân và tâm luôn liên tục với nhau. Có nghĩa là chúng ta chết rồi, chúng ta lại tiếp tục tái sinh, cho nên gọi là thân và tâm liên tục với nhau. Bất luận là thân hay là tâm, luôn có một cái đặc tính là
luôn liên tục. Vậy là cái thân mình đó, nó sanh diệt từng sát na, nó không có đứng lại. Như vậy chúng ta không làm gì hết, chúng ta cũng già và đến lúc chết. Cái tâm chúng ta đó, chúng ta thanh lọc nó đó, nó cũng phải theo quy luật sanh già bệnh chết, thì nó quy luật sanh tử luân hồi. Như vậy cái tâm đó, nó liên tục, nó không gián đoạn. Khi chúng ta chết, thân và tâm của chúng ta sẽ phân tách ra. Cái nghiệp của thân á, nó đi theo cái nghiệp của nó, cho nên nó được tụ lại là cao hay là lùn, là đẹp hay là xấu, là trắng hay là đen. Đây là quả báo của nó, quả báo do thân nghiệp tạo ra. Như vậy nó sẽ phân tách ra, là nó không có đi chung với nhau. Khi tâm được tách ra, lúc đó nó được gọi là thân trung ấm. Như vậy khi cái tâm được tách ra khỏi cái thân, thì cái tâm đó nó mang một cái bóng dáng của nghiệp, cho nên nó gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm sẽ do nghiệp dẫn mà đi tìm cái thân khác. Thân trung ấm nó do nghiệp dẫn mà đi tìm một cái thân khác, sẽ liên kết với cuộc đời tiếp theo, nghĩa là tái sinh, tái sinh vào kiếp sau. Vậy thì chúng ta có một khái niệm là chết có hết không? Hết không? Đời này chúng ta gieo cái gì ở nơi thân của chúng ta? Vậy là chúng ta làm tất cả mọi việc từ thân của chúng ta làm. Như vậy nó có cái nghiệp của nơi thân, ta gọi là thân nghiệp. Như vậy cái người nào làm siêng, người nào tinh tấn tụng kinh lễ bái, làm những việc công đức phước báo, thì cái thân của người đó đó đời sau nó tốt đẹp. Cho nên đời này ai mà làm nhiều cái việc phước thì cái đời sau cái thân phước báo nó sanh ra. Đời này ai mà ham học thì đời sau trí tuệ nó lại mang theo. Như vậy cái trí tuệ nó mang theo gọi là chánh báo. Nhưng mà cái y báo là nơi thân của mình. Khi là thân trung ấm, ta sẽ dựa vào cái quy tắc của trọng, cận, huân tập, trước sau mà đi. Trọng có nghĩa là cái nào nặng, phước nặng hay là nghiệp nặng, cái này gọi là trọng. Cả một đời mình gieo, cái gì nhiều hơn, cái đó gọi là trọng. Còn cận á, nghĩa là cận tử nghiệp. Giây phút mình chết á, mình chết như thế nào thì nó phải theo cái luật đó mà đã đi. Thứ ba là quân tập. Hằng ngày mình niệm Phật, mình quân tập, trì chú quân tập, làm những việc phước thiện mình quân tập, thì cái này nó tùy theo cái loại quân tập đó đó mà nó đi, nó mạnh hơn không. Và trước sau có nghĩa là cái nào đi trước, cái nào đi sau, cái nào nó thọ trước và cái nào nó thọ sau, mà cái thân trung ấm nó đi theo. Trọng là nghiệp nào to lớn sẽ chiêu cảm trước, ví dụ trực tiếp lên trời hoặc trực tiếp xuống địa ngục. Cái nào nặng nó đi trước. Bây giờ quý vị có cái tâm hướng thượng, suốt ngày quý vị nghĩ mình đóng vai của chư thiên, mình làm sao mình sống giống như là một cái vị chư thiên, chứ không phải mình sống như một người phàm tục ở thế gian. Nghĩa là cái tâm nó thánh thiện, nó thanh cao. Cái tố chất của con người nó có thiên bẩm. Thiên bẩm là tố chất tốt. Tố chất mà chúng ta gọi là tiên luôn luôn mang cái hạnh phúc an lạc đến cho mọi người. Này là sống với tố chất của một vị tiên, thì khi thân hoại mạng chung sanh thiên thôi.
Còn cái người mà sống trong cái tâm niệm xấu xa, lời nói bất thiện, việc làm hại mình hại người, khi thân ngoại mang chung đò lạc. Cận á, là nghiệp nào nó gần cuối đời mà mình làm nó sẽ chiêu cảm trước, cái này gọi là cận tử nghiệp. Cái việc nào mà mình làm ở lúc mình gần cuối đời, cho nên quý cụ bây giờ lớn tuổi mà đi tu nè, nghĩa là tìm cái phút cuối của mình. Cho nên người xưa mới nói là đâu đợi già mới lo niệm Phật, thiếu chi mồ trẻ đâu quá đời. Còn trẻ nó chết nhiều lắm mà, đâu có đợi già mới chết. Nhưng mà mình hồi trẻ mình chưa giác ngộ thì bây giờ già mình tranh thủ giác ngộ chứ. Đã trẻ không giác ngộ mà giờ già còn không giác ngộ nữa, ngồi đâu gục ở đó thì không có chiến đấu được. Nên người già là phần lớn bây giờ nó âm mà. Đứa trẻ đó thì nó ngồi yên không được, nhưng mà người già đó thì ngồi một chỗ cũng không xong. Cho nên là những người lớn tuổi thì thích làm lật vật, không làm nó bệnh, ngồi không nó ngủ. Cho nên người già mà kêu ngồi thiền khó lắm. Cho nên người già là phải tìm cái môn niệm Phật. Cái người già ngồi thiền cũng được, niệm Phật trì chú lễ bái được, ngồi là nó ngủ gục. Nhưng mà lớn tuổi rồi đi tu là chỉ cận, là cái phút cuối đời mình làm cái gì mình sẽ chiêu cảm trước cái đó. Nhưng mà mình được bao nhiêu phước đó thì nó hưởng bao nhiêu đó thôi, rồi nghiệp mình vẫn phải trả mà. Chứ mình gieo nghiệp không phải nói là mà cuối đời mình tu vậy đó cái là mình giải thoát đâu. Giả sử như cô Quảng Nguyện á, trước đây chưa biết tu, nghiệp nó nặng lắm, bây giờ biết tu là lo tranh thủ tu. Chứ là nó được cái phước cái giai đoạn cuối thôi, chứ cũng chưa chắc là mình tu nhiêu đó là mình gọi là mình siêu thoát được đâu. Không chắc. Huân tập là nghiệp thường lặp đi lặp lại trong, cho nên nó cảm cái nghiệp mình lặp đi lặp lại cho nó cảm trước. Nó nghĩa là cái lộ trình tái sinh mình nó tái sinh trước là do nghiệp cảm. Ở trong kinh Địa Tạng mình đọc mình cũng thấy đó, là do nghiệp cảm của chúng sinh, có nghĩa là do nghiệp của chúng sinh mà nó cảm nên địa ngục. Có loại địa ngục nè, địa ngục ở đâu? Đó là do chúng sinh tạo cái nghiệp huân tập mà nó cảm ra. Trước sau có nghĩa là cái nghiệp nào tạo trước nó sẽ chiêu cảm trước, nghiệp nào nó tạo sau nó chiêu cảm sau. Như vậy thì trước sau có nghĩa là chúng ta gieo cái nghiệp trước đây đó, mình đã tạo cái ác nghiệp nó lớn quá, bây giờ chúng ta có tạo cái thiện nghiệp nhưng mà ít hơn, cho nên cái nghiệp ác đó, nó đi trước, cho nên này gọi là nghiệp cảm trước sau. Như vậy trong cái này thân và tâm, những cái nguyên tố của cuộc đời thì quý vị cần phải học, đó là gì? Trọng, cận, huân tập và trước sau. Trọng là nghiệp nào nặng hơn, thấy không? Cận là gần chết đó, cái nào nó đi trước? Gần chết đó, nó là cái mà hút cái thần thức của mình nhanh nhất. Giống như bây giờ quý cô đã già rồi mới đi tu thì cái cận đó, là do mình đi tu rồi cho nên tu dữ lắm, tu đêm ngày vậy. Cho nên cận tử nghiệp đó, khi cái chết nó đến đó, thì những người này là đi theo cái nghiệp mà mình mới tạo đó. Nhưng mà cái lực của cái nghiệp mới tạo đó, nó nặng không? Nó không nặng bằng cái nghiệp trước đó, thì nó vẫn leo lôi ngược lại thôi. Cho nên nhiều người đi tu nhưng mà khó chuyển được là lý do cái công năng tu nó ít quá, mà cái nghiệp trước đó, nó nặng quá, dẫn đến đi tu nhưng mà cái nghiệp còn nặng dữ lắm, không bỏ được, suy nghĩ không bỏ được, việc làm khó chuyển hóa. Cái gọi là cận, nhưng mà cái trọng là nó thứ một, còn cái cận là nó thứ hai, cái thứ ba là huân tập.
Mình huân tập phải một đời một kiếp không, hay nhiều đời nhiều kiếp? Đại chúng, nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì cái giờ này nè, làm cái huân tập đó nó bằng những cái trọng luôn. Nghĩa là khi chúng ta đi tu rồi là chúng ta tiếp tục chúng ta huân tập cái hạt giống lành. Từ đó đó mà cái huân tập nó trở thành trọng, mà nó trở thành cận luôn. Rồi cái trước sau, có nghĩa là nghiệp nào tạo trước và nghiệp nào tạo sau. Vậy là cái nào tạo trước nó trổ trước. Giống như một cái vườn của chúng ta gieo hoa, bây giờ cái cây nào mình trồng trước thì nó trổ trước thôi, nhưng khi trồng sau nó trổ sau. Cho nên người đi tu, người nào mà xuất gia trước, người đó làm tỷ, làm sư huynh. Người nào xuất gia sau thì làm sư muội, sư đệ, như đó. Rồi khi thọ giới, khi thọ giới thì người nào thọ giới trước thì làm sư huynh. Lúc xuất gia là tính một đợt, nhưng mà tới chừng thọ giới thì tính đợt thứ hai. Người nào thọ giới trước là sư huynh, sư tỷ. Đó. Cho nên là chúng ta không phải là chỉ có, chúng ta chỉ xuất gia không, chúng ta tính hậu đó, mà chúng ta tính luôn cái lúc chúng ta thọ giới. Rồi, thứ nhất là nguyên tố của cuộc đời rồi. Thứ hai là hướng đi của cuộc đời. Kiếp sau của bạn sẽ do nghiệp nó thúc đẩy bạn đi tìm cái thân thể mới, nó phù hợp với cái nghiệp quả ngày trước của bạn đã tạo. Trước sau của bạn sẽ do nghiệp thúc đẩy bạn đi tìm cái thân thể mới, nó phù hợp với cái nghiệp quả ngày trước bạn đã tạo ra. Nghiệp lúc đó bạn sẽ tìm một cái thân thể như thế nào đây? Câu trả lời này rất khó nói. Có khi nào quý vị muốn tìm một cái thân thể xấu xí không? Muốn không? Không. Mình muốn tìm một cái thân thể tốt đẹp nhưng mà được không? Khó. Rồi, bây giờ mình thảo luận cái đoạn này một chút để cho nó thay đổi không khí. Mình phải thảo luận cái chỗ này một chút. Bây giờ nói cho sư phụ nghe thì coi là cái nguyên tố của cuộc đời, như hồi nãy mình nói có bốn rồi nè. Nó có ba nè. Một á, là bất luận là thân hay là tâm, nó luôn có một đặc tính là luôn luôn liên tục. Rồi, chú Đắc Thịnh hiểu như thế nào về cái đặc tính luôn luôn liên tục? Chuyện xuống à, bài này là bài thảo luận, cho nên học là phải thấm nhuần liền, chứ đây không mình học mình uống đi. Rồi trả lời. Rồi, bất luận là thân hay là tâm, nó luôn có một cái đặc tính là luôn liên tục, nghĩa là nó không có gián đoạn. A Di Đà Phật, kính bạch trên sư phụ, đại chúng, trả lời cái suy nghĩ của mình là cái hương tập, cái những cái cử chỉ hành động của mình lên làm hàng ngày, đó là một thói quen, như là làm cái đó là nó liên tục, nó thành một thói quen. Còn như cái suy nghĩ, cái dòng suy nghĩ của mình nó cứ liên tục. Vậy là con đã trả lời sai câu này. Bất luận là thân hay là tâm, luôn có một đặc tính là luôn liên tục, nghĩa là nó vô thường. Thân con nó luôn liên tục thay đổi, tâm con nó luôn liên tục thay đổi, cho nên con phải tu. Vì nếu con không tu thì nó thay đổi theo hướng xấu. Thân á, nó thay đổi theo hướng xấu. Tâm á, nó sẽ thay đổi theo hướng xấu.
Rồi, đưa qua Tây Liên. Bây giờ nó thay đổi liên tục như vậy thì con phải làm như thế nào để con hiểu được và con chuyển hóa được sự thay đổi này? Nam mô Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin bạch thiên sư phụ cùng thiền tử đại chúng theo như ý của con đó. Vì mình theo như con thì chẳng hạn như từ trước đến giờ thường ngày là mình có hay nghĩ đến cái điều gì đó xấu hoặc là tốt thì mình nên là chẳng hạn như sửa sang và cố gắng để tu học và học hỏi theo như những người chẳng hạn như sống bên cạnh mình, dù cái tốt hoặc cái xấu hay chăng nữa cũng phải học, chẳng hạn như cái tốt hoặc cái xấu gì đó thì mình phải biết là cái đó là xấu thì tránh đi, và cái tốt thì mình nên học. Vậy là con không hiểu được câu hỏi luôn. Bất luận là thân hay là tâm luôn có một đặc tính là luôn liên tục. Nghĩa là cái thân này nè, nó sinh ra là do quả báo của mình, cái phước báo của mình. Mắt của mình không làm gì thì nó vẫn luôn liên tục thay đổi. Mình không có học hành gì nó cũng mù à, nó cũng mờ, nó cũng mù à. Cái não của mình mà nó luôn luôn thay đổi, bây giờ mình không suy nghĩ, mình không học, mình không phát huy nữa thì bản chất của nó cũng phẳng trở lại, và nó cũng không còn nhớ được gì nữa. Nghĩa là chúng ta phải biết là con người không tắm hai lần trên một dòng sông. Tại sao ngày nào mình cũng tắm sông mà người xưa nói là mình không tắm hai lần trên một dòng sông? Là bởi vì bạn vừa tắm thì cái dòng nước đó nó chảy mất rồi, bạn không tắm lại nó được nữa. Nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn liên tục. Nó thay nguồn nước khác rồi. Cho nên con tao không tắm hai lần trong một dòng sông. Con không gặp được người này lần thứ hai của đời này. Không phải, của cái giây phút này. Có nghĩa là bây giờ con học, nhưng con nói thôi mai học cũng được. Nhưng mà cái thời gian nó trôi qua, đáng ra ngày mai con phải học cái khác kìa. Nhưng mà giờ này con lại hẹn, nghĩa là nó trôi qua rồi, đâu được học đâu. Cho nên người xưa mới nói là việc hôm nay chớ để ngày mai. Phải không nào? Việc hôm nay chớ để ngày mai. Là bởi vì cái chuyện này mình làm là mình không có để ngày mai, vì ngày mai nó lại là qua một cái khác nữa rồi. Ta hiểu được vấn đề vô thường là ta phải chạy đua với vô thường. Cái chủ đề này nè, đặt ra một câu hỏi là tại sao ta phải học Phật Pháp? Bởi vì tại vì vô thường. Cái thân này nè, khi con ở đời á, sanh già bệnh chết á, con không biết, cho nên là con thả trôi cho nó. Bây giờ con biết nó thay đổi như vậy, con ngồi không cái suy nghĩ con nó nghĩ tầm bậy tầm bạ. Con nhắn tin cho người này người nọ người kia, con nhớ người này người nọ người kia, con ghét người này, con thương người kia, vân vân và vân vân. Tất cả những thứ đó nó làm cho con cảm thấy là luân hồi trong sinh tử. Bây giờ thân con nó lại liên tục thay đổi, luôn luôn liên tục thay đổi. Cái tâm của con luôn luôn liên tục thay đổi. Cho nên con chỉ cần gá vô cái tâm nghĩ xấu cho ai thôi thì cái nghiệp xấu con nó cứ theo đó mà chạy. Cho nên mình hiểu nó thay đổi, nó liên tục như vậy. Cho nên ở đây mình đang nói cái tính liên tục của thân và tâm. Trong một ngày nó thay đổi liên tục. Từng sát na kia, từng sát na kia, nó thay đổi liên tục. Bây giờ một năm trôi qua, là một năm là mình tính là cả 52 tuần, mình tính 12 tháng. Nhưng mà bây giờ mình rút lại mỗi tháng nó trôi qua, ta rút lại mỗi tuần nó trôi qua, ta rút lại mỗi ngày nó trôi qua, mỗi giờ nó trôi qua, mỗi phút nó trôi qua, mỗi sát na nó trôi qua. Như vậy chúng ta gọi là tính liên tục của thân và tâm. Chúng ta có ai biết chừng nào mình chết không? Không. Nhưng mà nó đang đến cái chết đó. Chúng ta đang đến cái chết. Rồi, con đưa ra cho phía sau. Tới Tuệ Bi trả lời cho sư phụ hiểu. Sư phụ hỏi, cái tính vô thường của thân và tâm thì con phải làm gì với cuộc đời vô thường như vậy?
lưỡi búa của thời gian nó búa vào cái thân của con, tóc bạc, da nhăn, lưng còng gối mỏi, bệnh tật. Đó là quy luật sanh già bệnh chết của thân. Con tu học như thế nào với sự thay đổi của thân? Nãy là Phật, kính bạch sư phụ, xin trả lời câu hỏi. Luật vô thường thân và tâm. Cái thân của con nó thay đổi mỗi ngày, sáng khỏe, chiều mệt, tối bệnh. Con làm cái gì để con sử dụng cái thân này nó như là một cái công cụ để cho mình tu tập? Là con có biến giữ thân và tâm được thanh tịnh. Thân và tâm được thanh tịnh á, nó mới giống như mình làm đất không còn cỏ nữa thôi. Thân và tâm thanh tịnh á, nó giống như làm đất mịn màng, đất đã tươi xốp nhuyễn, không còn cỏ rác, chứ còn chưa đặt cái gì trên nó cả. Chưa trồng hạt giống từ bi và trí tuệ ở trên đó. Cho nên mình nói mình giữ thân tâm thanh tịnh thì mình nói là khi mình vô mình tụng kinh là mình đề gì? Biến tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh thân nghiệp chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn, là mình mới tịnh nó để mình vô mình tụng kinh. Mình giữ nó thanh tịnh, mình chưa có phước trí nhị nghiêm, đúng không? Thế giống như mình để một cái cục đất như này, mình để một cái cục đá này im vậy nó có làm gì? Thì nó thanh tịnh đó, nhưng mà nó thành Phật được không? Không. Mình hiểu được cái chữ thanh tịnh, nhưng mà rõ ràng là mình chưa hiểu phước trí của nó. Nào, đưa ra phía xa. Trả lời câu hỏi. Thì có đá qua đi nữa cũng về tới mình thôi à. A Di Đà Phật, kính bạch chân sư phụ cùng thiền đường đại chúng. Thì con xin phép trả lời câu hỏi của sư phụ. Là theo con nghĩ là thân và tâm của chúng ta là nó không dừng, nó cứ giống như một dòng chảy. Thì làm sao để biến cái thân và tâm của chúng ta nó thay đổi tốt đẹp? Thì con nghĩ thì thân á, thì nó sẽ liên quan mật thiết đến tâm. Tâm nghĩ xấu thì tâm nghĩ xấu thì thân cũng sẽ làm xấu, và ngược lại. Thì vấn đề ở đây là con đặt ra là ở tâm con đầu tiên là con sẽ suy nghĩ tốt, suy nghĩ tích cực. Ví dụ như là với một vấn đề con có thể suy nghĩ ra hai cái mặt. Mặt khách quan và mặt khả quan. Ví dụ như là một người mẹ có hai người con, một người con bán đồ ăn ở ngoài đường đi, còn một người con nữa thì bán ô. Thì mưa thì người mẹ này á nghĩ là chắc người con bán ô là sẽ bán được nhiều, người mẹ mừng. Còn nắng thì người mẹ lại nghĩ người con bán đồ ăn ở ngoài nắng thì chắc cũng được nhiều, nên người mẹ mừng. Đó là suy nghĩ bán nước đá. Bán nước đá là của nắng thì nghĩ tới đứa bán nước đá. Dạ. Mưa thì nghĩ tới đứa bán dù. Dạ. Đằng này cái ông đó ông nghĩ ngược lại. Tại vì con nghĩ đồ ăn chứ con chưa nghĩ đồ uống sư phụ. Không. Tại vì nắng thì người ta mới cần mua nước đá để uống. Con nghĩ là ăn kem sư phụ. Cái này nó có câu chuyện không ư? Dạ. Dạ. Thì theo đứa con thì mình nghĩ khách quan trong vấn đề đó thì từ cái suy nghĩ của mình. Không phải.
là nghĩ nghĩ đến ưu điểm hay nghĩ khuyết điểm chứ không phải khách quan. Đến một cái vấn đề nó tích cực. Đúng rồi, cái ưu điểm là tích cực. Dạ, không nên nghĩ đến vấn đề xấu. Là ví dụ như trời mưa thì nghĩ là đứa con này bán không được, tại bán nước đá mà. Trời mưa thì ai đâu mà uống. Thì trời nắng thì người mẹ nghĩ tiêu cực là trời mưa thì trời nắng thì ai đâu mà mua dù. Đúng. Thì cái vấn đề nắng mua đội nón cũng được mà, mua dù tốn tiền. Áo mưa. Áo mưa chứ không phải dù. À, áo mưa, dạ. Con quên, dạ. Cái câu chuyện đó là, cái câu chuyện đó là một vị tỳ kheo đi ngang nhà của một ông đắc độ, thấy ông ngồi đó ông khóc. Nắng đi ngang cũng thấy ông khóc, mưa đi ngang cũng thấy ông khóc. Ông tỳ kheo đó là ông thầy Thiện Xuân. Ông mới ghé ông hỏi: ông bị gì mà sao ngày nào tôi đi ngang tôi thấy ông cũng khóc? Ông nói: tôi có hai đứa con. Thằng con trai á, nó bán áo mưa, nhỏ con gái bán nước đá. Cứ trời mưa đó thì ông nghĩ thằng bán nước đá bán không được, ông khóc. Còn trời nắng á, ông nghĩ thằng nhỏ bán áo mưa bán không được, ông khóc. À, vậy cho nên tối ngày ông khóc. Dạ, con xin phép nêu ra ý nghĩ của con tiếp tục. Dạ, thân để mà rèn luyện thân tâm để của mình nó tốt hơn á, thì đối với thân thì mình sẽ thay vì nhìn đối với thân thì mắt đi. Ví dụ mình nhìn một người đó thì mình chỉ nên nhìn cái đẹp, cái xấu thì đừng có nhìn. Thì giống như miệng thì mình chỉ nói lời hay thôi, không nên nói lời đau khổ, nói lời chửi mắng. Thì cũng như là mình ăn thì mình chỉ biết là ăn thôi, không có ngon dở gì hết. Mình Vậy là con đang đi xa ra cái câu hỏi rồi. Câu hỏi là thân và tâm nó có một cái đặc tính là nó luôn luôn, nó luôn liên tục. Chứ nó giống như dòng chảy, nó không có ngừng lại, nó không có gián đoạn. Cho nên con không có bám sát vào vấn đề. Ở trong vô thường ta thấy được sự chân thường. Đức Phật cũng có một cái thân giống như chúng ta, nhưng mà cái thân đó Ngài mượn làm công cụ để Ngài tu, thì Ngài tu vô lượng kiếp cho đến ngày nay. Cho nên Đức Thế Tôn sinh ra có một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài thân sinh ra có một cái thân là ở trong cung vàng điện ngọc, có một cái thân quyền quý, nghĩa là ngôi vua, là chân mạng thiên tử. Vị bói toán, vị bốc sư coi bói cho thái tử thì nói rằng thái tử khi sống, khi ở đời, ở thế gian là chuyển lương thánh vương, nhưng mà đi tu sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên ở đây mình đang đặt vào một cái câu là bạn sẽ nghĩ gì khi bạn học được cái điều này. Vì thân và tâm bạn nó luôn luôn như là một cái dòng chảy liên tục. Bây giờ bạn mượn nó để bạn tu, thì bạn mượn cái thân bạn để bạn tu, để cái thân bạn nó không còn là cái thân nghiệp chướng xô dày nữa. Cái thân bạn nó không có đọa vào trầm luân trong sanh tử luân hồi, thì bạn mượn cái thân bạn tu như thế nào. Còn cái tâm của bạn, bạn nghĩ gì tôi đâu có biết. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài là một đấng đại từ bi. Cái tâm của Ngài nghĩ là phải thương yêu chúng sinh, phải làm sao để cho chúng sinh hết khổ. Nhưng mà bạn thì bạn không có nghĩ như vậy. Cho nên bạn không mượn cái tâm của bạn để bạn tu. Bạn chỉ biết bạn đau một chút, mà bạn không biết người ta đau như thế nào. Bạn không biết là bạn đói một chút, nhưng mà người ta đói không có cơm ăn áo mặc ra làm sao. Nghĩa là bạn không có cái tâm được cài đặt bởi cái tâm của Phật, cho nên bạn cần phải tu. Bạn hiểu được là
bạn sẽ trả lời ngay cái câu hỏi đó. Chưa nói đến bạn cái chỗ quân tập, để cho bạn trả lời ngay cái chỗ quân tập thì bạn đã đi xa câu hỏi, câu trả lời. Có nghĩa là tôi hỏi đâu bạn trả lời đó đó, thì gọi là bạn đi ngay vào câu hỏi. Còn bạn trả lời chỗ khác là không phải là bạn trả lời sai, nhưng mà tôi đang đưa bạn cái hướng đông thì bạn đi bắn hướng tây, chứ không phải bạn bắn sai. Có điều cái là bạn bắn không có trúng mà. Rồi, các con hiểu vấn đề không nè? Các con học, các con phải biết người ta nói một vấn đề, chúng ta phải soi sâu vào vấn đề đó. Người ta đang nói về vấn đề vô thường, nó liên tục, mình chưa biết mình chết không nào. Dép dưới giường, trên giường, lên giường thì dội, dội mất. Người thở ra rồi mà không hít trở lại thì ở đâu cũng không có. Cho nên là một vị thiền sư hỏi là cái đời sống nó bao lâu, thì vị thiền sư kia trả lời là một đời sống 100 năm. Một vị thứ hai nói là một đời, một kiếp sống một mạng người trong một bữa ăn. Thiền sư cũng nói như cái vị kia nói là cái mạng sống trong một hơi thở. Lúc này hòa thượng mới gật đầu, nghĩa là kiếp người nó chỉ trong hơi thở thôi. Con hít vào mà không thở ra nó chết, thở ra mà không hít vào nó chết. Một hơi thở chứ không phải là hai hơi nha. Thở ra là một hơi, hít vào là một hơi. Cho nên mình thở ra đếm một, hít vào đếm hai. Còn có người hít vào thở ra là đếm một vòng hơi thở, là đếm hai hơi. Hiểu không? Rồi, bây giờ tới tuệ hành. Qua câu thứ hai. Chúng ta chết cái thân. Khi chúng ta chết thì thân và tâm của chúng ta sẽ phân tách ra. Như vậy con hiểu như thế nào về cái câu này? A Di Đà Phật, con kính bạch sư phụ. Khi mà thân và tâm ta không còn liên quan với nhau nữa, thì nó ly dị nhau, thì nó không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nó không còn liên quan với nhau nữa thì tâm thì đi về Tây Phương Cực Lạc. Sao biết? Sao biết về Tây Phương? Vì con nghĩ nếu như mình còn sống mà mình còn hiện tại ở thế gian này á, mình làm việc tốt, mình không sân hận, sân si, không nghĩ xấu cho ai, mình làm rất nhiều việc thiện, thì khi mình thác đi rồi á, thì mình được Phật đón. Còn nếu như mình sống trên cõi trần gian này mà mình tâm xấu xa, độc ác thì không thể nào về Tây Phương Cực Lạc được. Rồi, như vậy là trả lời không bám vào trong cái nội dung của câu hỏi. Vậy là bắn qua chỗ đắc độ rồi. Rồi, chuyển ra phía sau. Rồi, sư phụ phân tích cái chỗ đó. Nè, cái câu hỏi nó như nè: khi chúng ta chết, thân và tâm của chúng ta sẽ phân tách ra. Con hiểu như thế nào về vấn đề này? Thưa viên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, cùng thiền đoàn đại chúng, theo con nghĩ thì khi mà thân và tâm thì nó tách ra thì thân thì đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, thì cái theo rồi còn cái thần thức đã theo nghiệp báo để mà đã đi. Thí dụ như mình làm việc thiện thì nó sẽ cảm ứng việc thiện, mà nếu mà cầm việc xấu thì nó cảm ứng theo việc xấu, tùy theo nghiệp báo. Thì cái nào mà nó hướng nó mạnh hơn thì nó sẽ trả nghiệp cái phần đó sẽ trước. Thì sau khi mà cái phần ác của mình đã trả xong thì mình tiếp tục mình sẽ thưởng được cái phần tốt.
Cái đó là nó qua chữ trọng hay là chữ cận hay trước sau rồi. Ở đây mình đang nói cái câu đó là bạn hiểu như thế nào về cái câu hỏi là khi chúng ta chết, thân và tâm chúng ta nó sẽ phân tách ra. Cho nên cái đoạn đầu có nói đúng rồi đó, nhưng mà nó được 50% thôi. Có nghĩa là khi chúng ta chết, thân và tâm chúng ta nó tách ra, nghĩa là chúng ta nhận ra được là tâm chúng ta nó vay mượn cái thân bằng nhân quả. Cái tâm của chúng ta nó đi đến một cái trú xứ, nó vay mượn đất nước gió lửa làm thân. Đến lúc nó tách ra, nghĩa là nó trả cái thân nó lại. Hiểu không nè? Đại chúng có hiểu không? Nghĩa là cái thân này nó là cái thân vay mượn, mà nó là cái thân nhân quả, chứ không phải nhai vay mượn mà không có nhân quả. Chúng ta không có đủ tiền thì chúng ta không có vay mượn được một cái thân tốt đẹp. Mà nếu chúng ta cố tình vay mượn một cái thân tốt đẹp, lấy ví dụ như chúng ta chỉ có một tỷ thôi, mà chúng ta không chịu về nông thôn để chúng ta mua đất và các cái chòi để chúng ta còn vốn làm ăn, về nông thôn mua miếng đất 300 triệu, cắt cái chòi 300 triệu nữa là 600 triệu, chúng ta còn 400 triệu làm vốn làm ăn, thì cái đó là người biết tính toán và liệu cơm gắp mắm. Còn chúng ta chỉ có 1 tỷ mang từ thế giới bên kia qua đây thôi, bây giờ mình vô quận nhất, 1 tỷ làm gì? Mướn nhà trọ ở. Mà nếu như ta mướn nhà trọ ở, ta còn tiền ta kinh doanh thì như vậy thì đỡ. Và đằng này mua luôn một cái, hay hoặc là thuê nhà 5 sao để ở, thì ở được bao lâu hết? Chúng ta biết rằng có những con người họ xài hết phước báo của họ, dẫn đến họ chết yểu. Hiểu lý do chưa? Hiểu lý do con người ta phước nó ít, nhưng mà họ lại muốn ăn sang, ngủ kỹ, mặc đẹp, được mọi người cung kính, dẫn đến họ thuê xe đẹp để họ đi, họ thuê quần áo đẹp để họ mặc, họ thuê nhà khách sạn 5 sao để họ ở, dẫn đến họ chỉ sống trong cuộc đời một thời gian ngắn, hết tiền, bị đuổi về. Khi chúng ta hết phước, chúng ta bị đuổi ra. Cái thế giới này nó không cho mình vay mượn nữa. Chứ không phải mình nghĩ là mình đến thế giới này, mình có cặp mắt sáng là mình được quyền không cần làm gì hết, ăn xong đi ngủ. Hiểu không? Hay là không phải là chúng ta sanh ra cuộc đời này để chúng ta hưởng thụ cho cái thân này, mà cái thân này nó là cái thân do cái tâm nó tạo nên cái nghiệp, mà cái nghiệp đó nó cảm ứng, mà khi chúng ta cảm ứng chúng ta vay mượn một cái thân, thì cái thân đó là cái thân nhân quả được vay mượn. Chứ không phải là chúng ta mượn một cái thân rồi bắt đầu chúng ta phục vụ cho cái thân đó. Cái câu hỏi này nó muốn mình hiểu được cái điều đó. Tại vì hiểu chưa nè? Nghĩa là khi thân và tâm nó tách ra là mình biết là cái thân này là cái thân mình vay mượn. Cho nên bây giờ mình làm sao mình học Phật để mình hiểu, để mình sử dụng cho được cái thân này. Vì trước sau mình cũng phải bỏ nó. Bây giờ không phải là ngồi xăm chặn mài, xăm môi, bơm ngực, bơm eo, ồ hút mỡ. Hút mỡ với bơm eo. Không lẽ là chơi cái mô đen di lặc. Như vậy thì chúng ta không cần phải quan tâm là để chăm sóc cho nó. Chứ có người là lại chăm sóc cho cái thân này mà không biết nó chỉ là phương tiện, trước sau mình cũng bỏ. Bây giờ mình chăm sóc cho nó mà rồi lát nữa mình bỏ nó, thì bây giờ có nên chăm sóc nó không? Mình mượn nó để mình huấn luyện nó, để nó trở thành một công cụ sắc bén tuyệt vời. Thầy đổ có hiểu không?
Thấm nhuần chưa? Thấm. Rồi, tôi viên trả lời lại câu thứ nhất dùm sư phụ. Bất luận là thân hay là tâm luôn có một đặc tính là luôn liên tục thay đổi. Con hiểu như thế nào về tiến trình thân và tâm luôn thay đổi? Dạ, nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thì thân và tâm nó luôn thay đổi, là mỗi khi con nói với thân con thì mới đầu con không nghĩ định là con sẽ xuất gia, nhưng mà con nghĩ là thôi mình cứ làm đi rồi ngày mai là xuất gia hay là ngày mốt xuất gia cũng được, nhưng mà đồng một cái xuất gia thì đùng cái gì 50 tuổi mà còn đùng. Phải như nó 13, 14 tuổi thì nó đùng một cái. Thằng này nó đùng cho đến 50 tuổi rồi mà còn đùng. Không lẽ đợi tới 70. Thì nó có đó thì cái thân con tự nhiên nó thay đổi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục ở trong cái tiềm thức của con. Thì thì đúng là thời điểm của mình, nhưng mà tại sao mình không nhận ra được nó? Có nghĩa là tới rồi đúng không? Dạ, nó chín mùi rồi. Dạ, thì sau khi mà xuất gia thì công việc đấy là con suy nghĩ cuộc xuất gia là đâu có gì nó thay đổi đâu, cũng như bình thường người đời. Mà càng ngày thì con thường nghĩ mà sao nó lại thay đổi một cách là con không nghĩ ra được. Đó là sự nhiệm màu. Đó là sự nhiệm màu. Thì thân con quyết định hôm qua mình nghĩ là mình làm, mình nghỉ ngơi, thôi dưỡng sức đi để ngày mai làm nữa. Nhưng mà có bữa thì con rất là mệt, ngóc đầu không nổi. Thời thì công việc nó cứ rối lên thì thôi con ngồi dậy mà cái đầu nó con cứ nó nhậu xuống, nói thôi giờ mày chết mày cũng ngồi dậy. Thì cái tâm con tự nhiên nó thay đổi, thì lỡ nó ngày mai chết thì mày cũng đâu có làm được gì nữa đâu, thì thôi cứ làm đi. Thì tâm con nó lại chọi cái trạng thái đó mình gọi là cái từ gì? Trạng thái đó mình gọi là từ gì trong nhà Phật? Sự tinh tấn. Tinh tấn và chiến đấu. Dạ. Có nghĩa là quân đội quân hiền thánh nó đang chiến đấu với đội quân lười biếng phiền, đội quân giải đãi. Quân giải đãi, quân ma đó. Quân giải đãi, quân đội quân lười biếng, hôn trầm. Nếu mình không có chiến đấu thì mình không có sử dụng được thân và tâm mình trong cái dòng chảy thương tục đó. Nó luôn luôn chảy như vậy, nhưng bây giờ mình biết sử dụng nó, nghĩa là mình tạo cho nó ra cái dòng điện, lấy nước đó tạo ra dòng điện, mà điện đó đó là dòng điện của sự tinh tấn, nỗ lực để tạo ra những sản phẩm phước và trí cho mình. Còn nếu không nó vẫn cứ chảy như vậy thôi. Cho nên cái người mà không học Phật á, họ để cho cuộc đời họ buông trôi đi, họ không thành tựu được phước trí trong cuộc đời. Và giả sử như cái nỗi buồn nó vào trong lòng của mình rồi, là cứ thế nó buồn, nó làm cho mình buồn man mác, và bắt đầu dòng chảy đó là dòng chảy đục ngầu và thúi quắc. Dòng nước của mình nó trở thành dòng nước đục và dòng nước thúi. Thì bây giờ mình biết nó như vậy, cho nên mình lọc nó. Như vậy tu là lọc nó lại, là để mình hiểu vào thân và tâm của mình nó luôn luôn liên tục. Mình không lọc nó thì dòng nước đó nó sẽ ô nhiễm mãi, không bao giờ trong được. Mình tu chính mình đang lọc cái tâm của mình. Mình nói một sớm một chiều mình bỏ hết thói xấu được không? Không. Cho nên tại sao giai đoạn đầu sư phụ dễ, là bởi vì quý vị không phải một sớm một chiều quý vị bỏ được thói hư tật xấu. Nhưng mà mỗi ngày phải được học, phải được lắng, phải được lọc, phải được cọ sát. Chứ không phải là không ai dám động tới cái nư của mình, không ai dám nói động tới thói hư tật xấu của mình. Vì vết thương ấy, thường hay đau lắm. Người ta quét vô một cái thuốc ấy, là nó đau lắm. Cho nên không có ai chỉ lỗi mình chịu hết đó. Chỉ có người tu, người ta chỉ lỗi mình cảm ơn họ. Nhưng người khác, người ta chỉ lỗi mình thù họ. Vợ chồng chỉ lỗi với nhau là rạn nứt. Đến một lúc nào đó họ ghim những cái lỗi của đối phương ở trong lòng,
đến một lúc nào đó nó tách ra và không bao giờ hàn gắn lại được. Bởi vì nó chỉ ghim cái lỗi ở đó thôi. Người ta tốt 10 phần, ta xấu 1 phần, nhưng 1 phần đó ở trong lòng, còn 9 phần kia mất tiêu. Chính cái đó là cái mà chúng ta tu, chúng ta biết nó chảy liên tục, cho nên chúng ta không được quyền để cho nó lan ra. Cho nên người này nói xấu người kia là mình bứt liền ngay chỗ đó. Mình không để cái xấu đó nó lan ra cả chùa. Hiểu không? Mình không để cái xấu đó nó lan ra tất cả nhiều người, thì cái lỗi, cái tội của mình nó lớn hơn. Mình vừa nghe người này nói xấu, mình bứt liền mình nói: này thiện tri thức của tôi, này hiền giả. Tại sao ngày xưa gọi là hiền giả? Thời gian không kéo lại được. Chúng ta cái niệm không tốt đó nên cắt nó đi, dùng kiếm trí tuệ chặt nó đi. Hãy chuyển hóa nó từ cái dòng tư tưởng không tốt về người khác, chuyển thành dòng tư tưởng tốt đi. Vậy mình là người đệ tử Phật, mình không để cho cái tâm mình nó tương tục bằng nỗi khổ niềm đau, mà hãy để cho nó tương tục bằng những điều tốt đẹp trong tâm, trong dòng chảy của tâm thức. Rồi, câu hỏi thứ ba. Khi lâm chung, khi tâm của chúng ta được tách ra thì nó được gọi là thân trung ấm. Rồi, bây giờ nếu nó là cái thân trung ấm, nó sẽ do nghiệp dẫn mà đi tìm một cái thân khác, sẽ liên kết với cuộc đời tiếp theo. Rồi, Hiến Thành trả lời câu này. Đừng đổ thừa, lẹ lên. Trả lời câu hỏi: khi cái tâm á, nó tách ra khỏi cái thân rồi đó, thì cái tâm á, nó được gọi là thân trung ấm. Mà thân trung ấm nó sẽ do nghiệp dẫn. Sư phụ dạy rồi, thức thứ sáu nó có hai chức năng: một là mãn nghiệp, hai là dẫn nghiệp. Như vậy cái thân trung ấm á, là nó do nghiệp dẫn mà đi tìm một cái thân khác, sẽ liên kết với cuộc đời tiếp theo của nó. Vậy con hiểu như thế nào về trạng thái của thân trung ấm? Và nếu như bây giờ trạng thái đó nó đang xảy ra, thì con sẽ tìm được một cái thân sao như thế nào? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức và đại chúng. Vừa rồi con sám hối với sư phụ là con không có tập trung, nhưng mà con cũng xin trả lời theo cái hiểu của con. Theo sư phụ dạy thì câu hỏi thì sư phụ, nếu mà nói theo con thì khi cái thân trung ấm, sư phụ hỏi lại sao? Cái thân trung ấm là do nghiệp của mình nó dẫn đi tìm một cái thân khác, đi tìm một cái thân mới. Dạ. Con nghĩ như thế nào về trạng thái nghiệp nó dẫn đi? Theo con thì nghiệp của mỗi người thì khi mà sắp lâm chung thì theo cái nghiệp lành, nghiệp thiện và nghiệp ác của mọi người, thì mình, con cứ nghĩ là mình làm thiện thì mình sẽ đi theo cái hướng thiện, còn mình làm ác thì đi theo cái hướng ác. Con không hiểu gì được. Rồi nếu như bây giờ, ngay bây giờ, tất cả chúng ta ngay bây giờ, nếu chúng ta mất bây giờ, thì cái thân trung ấm của chúng ta nó sẽ đi về đâu? Dạ, thì đi theo cái nghiệp của mỗi người, sư phụ, theo cái suy nghĩ và cái tu của mình. Cái này trong kinh Địa Tạng sư phụ giảng qua cái phẩm này rồi. Dạ. Nghiệp cảm của chúng sinh. Dạ. Chúng sinh mà sanh về thế giới nào thì do nghiệp của chúng sinh nó cảm mà đến cái chỗ đó. Dạ. Bây giờ hỏi là cái địa ngục A Tỳ nó có không? Địa ngục A Tỳ nó không có. Do nghiệp của chúng sinh tự tạo ra mà cảm nên cái địa ngục đó. Dạ.
Bây giờ hỏi cõi trời có không? Thì bình thường cõi trời không có. Nhưng mà do cái phước của người đó nó sẽ cảm ra cái cõi trời đó. Chứ mình đi tìm cõi trời đó có không? Mình đi tìm cõi trời đó có không? Dạ không. Không. Bây giờ quý vị đi tìm cái nỗi đau xé, gọi là xé ruột bầm gan, quý vị tìm được không? Khi quý vị gặp cái tình cảnh đó đó, thì cái địa ngục đó nó hiện ra. Khi quý vị có một cái tâm rất là tốt, nghĩ đến giúp đỡ cho tất cả mọi người, quý vị làm không biết mỏi mệt để giúp đỡ cho người khác, khi quý vị làm xong quý vị thấy hạnh phúc, thì cái cõi đó là cái hạnh phúc của cõi trời. Thì cái đó mà người khác không làm có tìm được không? Cái cảm giác đó cái người không làm sẽ không có tìm được. Như vậy cái nghiệp của chúng ta khi bỏ cái thân mạng này, thì cái nghiệp của chúng ta, cái thân trung ấm nó do nghiệp nó dẫn đi. Như vậy thì có người vừa mất là họ đến A Tỳ địa ngục rồi. Có người vừa ở đây họ trút hơi thở là họ về Tây Phương rồi. Có người vừa mất ở đây là họ lên tới cõi trời rồi. Cái đây gọi là cái nghiệp của họ nó nhanh hay chậm thì mình sẽ học cái đoạn sau là trọng cận huân tập trước sau. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói là nó liên kết với cái cuộc đời tiếp theo. Thì mình biết nó là bây giờ này sở dĩ chúng ta ráng chúng ta đừng bỏ lỡ một giây, một phút, một sát na nào hết đó, là bởi vì chúng ta biết là ngay giờ này chúng ta chết là chúng ta phải theo nghiệp của mình. Cho nên chúng ta phải tương tục lo tu tập. Chúng ta không gián đoạn trong việc tu tập của mình. Các vị có hiểu không này? Chúng tôi không vì một lý do là do tôi chăm sóc quý bà cụ mà tôi không có thời gian tu, không có lý do đó. Tôi mắc học cho nên tôi không có thời gian tu, không có lý do đó. Tôi mắc chạy xe cho nên tôi không có thời gian tu, không có lý do đó. Chúng ta làm bất cứ việc gì ai cũng phải làm. Cho nên mọi lúc mọi nơi ngay chỗ đó ta chết thì cận tử nghiệp chúng ta đều phải thọ. Thọ một cái mạng sao? Cho nên chúng ta không lẩn quẩn trong lộ trình sanh tử. Đại chúng có hiểu ý này không? Hiểu không nè? Rồi, chuyển lên phía trên để tiếp tục cho câu hỏi. Thế cô Hỷ. Thôi cô Hỷ, từ dưới lên trên. Rồi bây giờ tới chưa trọng nè. Cái nghiệp nào to lớn sẽ chiêu cảm trước? Ví dụ trực tiếp lên trời hoặc trực tiếp xuống địa ngục, thì cái nghiệp nào nó nặng á thì cái thần thức của mình nó sẽ tái sinh trước. Thì theo con hiểu như thế nào về cái câu này? Dạ mô Phật, bạch sư phụ cùng thiền đình đại chúng và cả Phật tử. Còn theo con thì sư phụ dạy thì con cảm được, con hiểu được, nhưng mà con cũng khó trình bày được, tại vì có thể là ngôn ngữ của con nó rất vụn về. Nhưng một cái nữa là con chưa cột được cái tâm của con. Cái tâm của con hàng ngày nó cứ chạy nhảy giống như con khỉ. Con cố tìm mọi cách để cột nó lại nhưng con vẫn chưa thành công. Hàng ngày con cứ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là để con cột nó lại. Mặc dù con có cảm nhận được là con đã cột nó được phần nào, nhưng con vẫn chưa được thành công như ý con muốn. Có thể con sẽ trả lời không đúng với... Đúng rồi, con không rằng trả lời không đúng câu hỏi. Con uống bánh giống như chủ đồ. Dạ không phải, con không có trả lời câu hỏi. Nãy giờ con vẫn chưa trả lời câu hỏi. Con chỉ trình bày cái cảm nhận của con thôi. Cái cảm nhận là cái thân phải không? Con không đủ khả năng để... trả lời câu hỏi để đúng như cái không phải tiêu. Cái mục tiêu cái câu hỏi là cái chữ trọng là cái nghiệp mình nó nặng thì nó chiêu cảm trước trong lộ trình tái sinh. Thì theo con hiểu như thế nào về cái chữ trọng đó? Có nghĩa là con hiểu như thế nào về về cái nghiệp của mình, mà nếu mà bây giờ mình gieo cái nghiệp nào nặng thì mình sẽ tái sinh vào cái chỗ đó trước. Cho nên bây giờ con ngày nào con cũng nguyện giảng sanh Tây Phương. Đi đứng nằm ngồi con đều vãng sanh Tây Phương. Các cụ già mà mất con nguyện cho các cụ vãng sanh Tây Phương. Con luôn nhìn Đức Phật A Di Đà để con cầu nguyện cho con
và con cầu nguyện cho những người thân của con phải sanh Tây Phương, thì cái đó có phải là con đang đặt nặng cái vấn đề đó? Cái đó là có nghĩa là nặng, cái đó là trọng nhất. Ta hỏi là cái gì quan trọng nhất của bạn, thì tôi nói vãng sanh là quan trọng nhất của tôi, niệm Phật là quan trọng nhất của tôi. Như vậy đi đứng nằm ngồi tôi đều niệm Phật, bởi vì cái niệm Phật là cái quan trọng nhất của tôi, và tôi nguyện vãng sanh về Tây Phương, đó là mục đích chính của tôi. Con hiểu không? Dạ mô Phật, cái điều này con hiểu, và con trong bản thân con đã có như vậy từ lúc con chưa xuất gia, từ lúc con còn trẻ luôn. Thôi. Tại vì hồi năm 14 tuổi là con đã muốn đi tu rồi. Vậy mà cho tại sao con mấy cục ra đời? Tại vì hồi đó con còn phải lệ thuộc gia đình, con xin phép ba má con cho con đi tu. Nhưng ba con nói là cả dòng họ chưa từng có người đi tu, nhưng hồi đó con còn nhỏ lắm, con không trả lời. Rồi. Chứ đúng ra theo con trả lời con đó, cái gì cũng có bắt đầu. À. Dạ mô Phật. Cái vùng quê này nè, cái vùng quê này nè, là từ trước tới sau sư phụ sanh ra và lớn lên chưa thấy ai đi tu, thì sư phụ là người đi tu vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa cái nhân duyên sư phụ đi tu là sư phụ trả lời được với ông già, là bốn cái câu mà sư phụ vừa mới chúc Tết bữa 25 Tết đó. Sư phụ cái bài chúc Tết bữa 25 Tết là cách nay 5 ngày này, con có nghe không? Không nghe. Sư phụ giảng cho các cho quý vị hội người mù nghe đó. Đức Phật có 4 điều xin vua cha. Xin cha cho con trẻ mãi không già. Thì tôi chúc mọi người trẻ mãi không già. Tại vì cái gì không làm được mình chúc thôi nha. Xin cha cho con mạnh hoài không đau. Xin cha cho con và xin cha cho con sống hoài không chết. Xin cha cho con và chúng sinh hết khổ. Nhưng người mù thì sư phụ cho một lời chúc nữa, là chúc cho tất cả những người mù được thấy đường, được mắt sáng. Cái điều ước của người mù chỉ được mắt sáng, điều ước của người điếc chỉ được tai nghe, điều ước của người câm chỉ được nói. Dạ mô Phật, nãy giờ con chỉ trình bày theo cái tâm của con thôi, chứ còn con chưa có trả lời câu hỏi. Đúng rồi, bây giờ trả lời đi. Dạ mô Phật, con không trả lời được câu hỏi, nhưng mà con chỉ cảm nhận được là sư phụ dạy con hiểu, và con sẽ cảm nhận được vậy thôi, chứ còn nếu mà trả lời ra thì con. Cái cách học quản luận của chúng ta ở đây, nhớ cái này là quản luận, có nghĩa là luận cho nó rộng ra để chúng ta hiểu và chúng ta tu. Cho nên học cái học phần này là chúng ta không học vẹt, mà là học phải nói. Tất cả người học đều phải nói, người học đều phải trả lời, để cho mình hiểu là mình đang hiểu sai, mình chưa hiểu được. Mà bữa nay mình chưa hiểu, ngày mai mình chưa thấu, ngày mốt mình sẽ thâm nhập vào, và bữa kia mình sẽ đàm luận và bắt đầu mình phản biện. Chứ không phải là mình học thụ động. Cái môn này là môn quản luận, là luận rất là rộng, rất là sâu. Bên học mình hiểu và mình thực hành. Các con có hiểu không nè? Chứ không phải là chỉ có sư phụ học, mà đại chúng phải học luôn. Đại chúng phải là người lưu tâm, để bữa nay mình nghe sư phụ giảng dạy, ngày mai cái bài sau nó sẽ được tiếp nối bởi cái bài này. Mai mà nói tới thân trung ấm thì mình không thể nói mình không biết được. Nghe sư phụ nói thân trung ấm là cái thân và cái tâm được tách ra. Khi cái thân này chết là cái tâm nó tách ra. Mà cái tâm mà nó tách ra thì nó có một cái tên là thân trung ấm. Mà thân trung ấm đó do nghiệp á, nó dẫn đi tái sinh. Mà nó dẫn đi tái sinh có nghĩa là nó kế thừa, nó tiếp nối một cái kiếp tiếp theo. Cho nên người ta gọi là tái sinh hay là tiếp nối. Thì trong cái quá trình tiếp nối này nó có 4 trạng thái mà chúng ta biết là nó tiếp nối nhanh hay chậm. Đầu tiên là trọng, thì mình coi cái nghiệp nào nó nặng nhất, thì đây là cái nghiệp nó tái sinh sớm nhất, đúng không?
Cho nên tại sao mà những đứa trẻ mà nó vô chùa nó cạo đầu thì mình phải tôn kính nó, vì đó là trọng của nó. Đời trước nó có duyên với Tam Bảo rồi, cho nên đời này còn trẻ là 3 giờ 4 căn nó chạy vô chùa, nó xuất gia trước rồi. Cho nên mình xuất gia càng chậm chừng nào thì mình phải cung kính người xuất gia trẻ chừng này. Thấy không? Hiểu ý này không? Vì nó là trọng, cho nên là cái con đường xuất gia nó sớm hơn mình. Coi như tại sao nãy sư phụ cắt tuệ viên, sư phụ nó đùng một cái, đùng cái gì nữa mà đùng, 50 tuổi mà còn đùng. Chứ phải là y như chú Tuệ, chú Đắc Thuận. Đắc Thuận mà sao chị, tại sao sư phụ phải kêu là tiểu hòa thượng? Và quý ở bên Trung Hoa người ta kêu những cái bậc xuất gia trẻ là tiểu hòa thượng, chứ đâu phải là người ta kêu tiểu hòa thượng. Có nghĩa là vị hòa thượng đời trước, đời này mới vừa sinh ra chạy luôn vô chùa làm chú tiêu. Còn quý vị ở đời bầm dập te tua hết bên đi, vậy mà nó đùng một cái. Sư phụ ơi, hồi năm con 14 tuổi con xin phép gia đình cho con đi tu, mà gia đình không cho. Rồi sau đó con đã bị cấm cung. Bấm cấm cung luôn. Cấm cung luôn. Con chỉ được quyền đi tới từ cửa buồn ra tới nhà sao. Con quyền từ cửa buồn ra tới nhà sao. Con làm tất tình tật 14 tuổi. Làm tất tình tật gia đình con tới 13 người. Một ngày phải dập một sao đồ to đùng như nè. Rồi tới khi gả chồng luôn. Không có được. Không được ra ngoài. Tới khi mà gặp được thái tử. Gặp được hoàng tử. Gọi là cứu ở trong rừng ra luôn á. Rồi. Nhưng mà con đã biết. Rồi. Rồi cái đoạn sau tới cái đoạn đó rồi kể tiếp rồi. Đưa qua cô Phúc rồi. Giờ cô Phúc hỏi là nghe câu hỏi nè. Cận tử nghiệp. Rồi được rồi, tới đây là cái đoạn sau mình tính nữa không? Rồi. Tại vì học dài dài mà. Bây giờ cô Phúc cho sư phụ biết cái cận tử nghiệp á, là cái nghiệp nào mà gần cuối đời mình làm nó sẽ chiêu cảm trước trong lộ trình tái sinh. Thì con hiểu như thế nào về cận tử nghiệp? Kính bạch sư phụ và đại chúng, con thì nãy giờ con ngồi con nghe sư phụ dạy, nhưng mà con cũng chưa nắm bắt hết được những câu hỏi của sư phụ. Nhưng mà con theo con nghĩ thì khi mà người mình chết đi thì như sư phụ nói là có hai phần, một phần xác và một phần tâm, đại khái là vậy. Tại vì con cũng không quen dùng những từ trong Phật học. Một phần thân và một phần tâm. Dạ, thật, con xin lặp lại, một phần thân và một phần tâm. Thì khi mình mất đi thì cái thân mình sẽ trở về với tứ đại, là đất nước gió lửa. Còn phần tâm thì mình theo nghiệp dẫn để đi về tái sanh vào những con đường khi mà mình còn sống, hoặc là chưa xuất gia, mình làm những việc gì thiện hay ác thì những cái thiện ác đó nó vương tập vô tiềm thức của mình. Rồi khi mình tu thì mình tinh tấn và mình cố gắng nỗ lực để tu thì mình cải thiện được cái nghiệp của mình, nó sanh ra những... Rồi thôi con trả lời luôn. Vậy thì chữ cận á, là cận tử nghiệp, là có nghĩa là giả sử như lát nữa mình ngủ mình chết thì cái cận tử nghiệp là nguyên ngày hôm nay này mình làm gì, nó sẽ là cái mà mình đi nhanh nhất. Nếu bữa nay mà mình hận thù ai thì cái mối quan hệ hận thù đó trong cái ngày trước lúc mình chết. Cho nên tại sao cái người trước lúc chết không để cho người thân làm cho người đó sân hận? Nếu người đó sân hận sẽ đọa ngay chỗ đó, bởi vì cái đó là cái cận tử nghiệp, nó sẽ biến thành trọng và nó sẽ sanh trước. Hiểu không? Còn một ngày hôm nay sáng con tụng kinh niệm Phật lễ bái, hồi nãy con mới vừa lễ bái mà bây giờ nếu có một cái cục vàng từ trên trời nó rơi xuống đè con chết là cận tử nghiệp con rất là tốt, bởi vì mới sám hối xong.
mới vừa nghe giảng xong, mới được hiểu được Phật Pháp. Thì tôi nói là giàu sống đến trăm năm, phá giới không an tịnh, chẳng bằng sống một ngày trì giới tu thiền định. Thì cái ngày đó chính là cái cận tử nghiệp của mình. Trong ngày nay mình tu tập, tối nay chết. Như vậy thì cái chết này nó mang theo cái ngày tu tập gần nhất, cái đó gọi là cận tử nghiệp. Hiểu chưa nào? Còn cái mà huân tập thì cái mà thói quen nhiều đời nhiều kiếp của con, và cái thói quen trước khi con đi xuất gia, thì cái đó gọi là cái nghiệp huân tập của sẽ tái sinh. Và cái sanh trước hay sanh sau thì cái nào mạnh hơn nó sẽ tái sinh trước, cái nào nó yếu hơn nó sẽ đi sau. Giả sử như mình tạo phước thì mình sẽ hưởng cái phước trước, rồi mình sẽ hưởng cái nghiệp sau. Cho nên tại sao ở đời này mình còn phải nói cái người đó có sao nào? Năm nay là sao La Hầu, năm sau là sao Kế Đô, hay là năm nay là sao La Hầu, năm sau là sao Thổ Tú, năm sau là sao Mộc Đức. Còn một con sao xấu nó đi kèm nhau một con sao tốt, hết xấu xong tới tốt. Là bởi vì cái tốt của mình nó trổ rồi, rồi bắt đầu tới cái xấu của mình nó trổ. Thì cái nghiệp nó gọi là trước sau, có nghĩa là cái gì nó trổ trước và cái gì nó trổ sau. Bữa nay thì thấy cái người này rất là tốt, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Bữa nay cái người kia rất là xấu, nhưng ngày mai người ta sẽ tốt. Con hiểu không? Cái nào nó trổ trước và cái nào nó trổ sau. Cho nên bữa nay mình chớ cười người ta. Người xưa nói là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Vì vậy cho nên chúng ta không có nên cười người. Hết giờ rồi. Hay chúng ta hồi hướng rồi. Thì từ lúc 7 giờ tới lúc 8 giờ rưỡi chúng ta dành ra 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Vì cái này có tham khảo, có đối đáp, cho nên quý vị học ít và chắc. Học rõ ràng là học đàng hoàng. Nha. Đại chúng học tới đâu hiểu tới đó và nắm cho vững. Để chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta học mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta nắm được cuộc đời tu của mình. Và cứ như thế thầy trò chúng ta sẽ học, và cứ như thế mà học cái này. Mai mốt giảng dạy tại các khóa tu, sư phụ cũng đều giảng dạy cái này. Những cái phần mà giảng dạy chưa xong thì mình làm cho nó xong. Sau khi nó xong rồi thì chúng ta tiếp tục giảng dạy cái phần quản luận. Và cái phần nào mình học rồi thì tới đây mình cũng sẽ được ôn tới ôn lui. Nhưng mà bài nào đi qua là chúng ta cho qua bài đó. Thì hôm nay chúng ta học cái phần 1 là nguyên tố của cuộc đời, được 3 phần. 1 là bất luận là thân hay là tâm luôn có một đặc tính là vô thường, luôn liên tục thay đổi. Để mình biết mà mình chạy đua với thân và tâm, chạy đua với thời gian sanh tử của chính mình. Thứ hai là khi chúng ta chết, thân và tâm của chúng ta nó được tách ra làm đôi. Thân là một công cụ mượn trong một khoảng thời gian ngắn trong cuộc đời này thôi. Nó không phải là thứ để chúng ta chiều chuộng cho ăn mặc ở ngủ với các nhu cầu bởi mắt tai mũi lưỡi thân. Lấy ý làm chủ, vì khi nó thân hoại mạng chung nó sẽ theo nghiệp của nó. Cái thứ ba, khi lâm chung tâm được tách ra khỏi thân, lúc đó nó được gọi là thân trung ấm. Thì thân trung ấm sẽ là do nghiệp dẫn mà đi tìm cái thân khác, sẽ liên kết với cuộc đời tiếp theo, gọi là đời sau, kiếp sau. Như vậy thì chúng ta biết rằng kiếp sau chính là do nhân quả của mình. Mình muốn biết nhân đời trước phải có quả đời này, muốn biết quả đời sau phải có việc làm kiếp này. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải tu. Tu nghĩa là chúng ta phải làm hết tất cả những gì chúng ta có được để cống hiến cho cuộc đời này. Thì khi mình cống hiến cho cuộc đời này thì đời sau mình sanh ra mình phải có cái nhân của đời trước mình gieo. Giả sử như bây giờ sư phụ vất vả cực khổ để xây dựng nên cái tu viện Linh Thú. Sau này sư phụ xây dựng lên tu viện Linh Thú xong rồi, khi thân hoại mạng chung, mai này sư phụ tái sinh quay trở lại, thì có phải trả lại sư phụ tu viện Linh Thú này không? Ai làm trụ trì thì mặc định người đó mất rồi, người đó sẽ giao lại cho người sau. Mà người sau ai là người có năng lực? Thì
thì sư phụ tái sinh trở lại, thì sư phụ lại quay trở lại. Vì khi sư phụ tái sinh trở lại thì đây là sư phụ coi cái chùa là nhà của mình, vì ngày xưa tôi tạo ra mà. Cho nên giờ tôi sanh ra rồi thì tự nhiên tôi lo lắng cho mọi thứ. Thì cái vị trụ trì đó đó, thấy à, ông này ông lo lắng cho chùa, ông lo lắng cho tăng chúng, cho nên giao trụ trì cho ông thì trả lại cho tôi. Hiểu không? Bây giờ mà tụi con là người nào lo lắng cho chùa thì cái việc đó là cái tài sản của tụi con, cái y báo của tụi con đời trước. Còn bây giờ tụi con không có phải coi cái đây là cái nhà của mình, cho nên cái đó đâu phải là cái của mình, cho nên đâu người ta đâu có trả cho mình. Cho nên có nhiều người, người ta đến cái chỗ đó, nhưng người ta biến cái chỗ đó thành nhà của họ, tự nhiên họ lo lắng, thì một thời gian sau thì người kia nói à, cái này nó trở thành nhà của người đó. Cho nên cái người tu lấy cái chùa làm cái nhà thì mai mốt mình mới có duyên mình quy trở lại được nữa chứ. Hiểu không nè? Đó là quá trình tái sinh lại. Rồi để chúng chấp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để thở và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thôi cảm ơn đại chúng.